Bác ngồi á, cái đau á bác quan sát, bác quan sát để coi thật sự cái đau đó là cái gì. Thật sự á, khi mà các vị càng giác ngộ á, càng giải thoát khỏi thân nghiệp tâm nghiệp chừng nào á, thì các vị sẽ thấy không có cái gì là cái sự đau, cái sự bế tắc cả. Nó chỉ là cái sự năng lượng thôi à. Mà đó, nếu mà những người khác họ cũng là cái thân đó, cái tâm của cái thân và cái tâm, họ cũng có cái thân cái tâm như chúng ta, mà họ ngồi thiền được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng vân vân, thì tại sao mình cũng có cái thân cái tâm đó mà mình không ngồi được? Ngồi 1 tiếng không sao hết, nhưng mà tại vì tiềm thức của mình nghĩ là ôi tôi lớn tuổi rồi, tôi sao rồi? Tôi đều để cái chân dậy rồi, ồ không biết có sao hay không. Chính những cái sợ hãi đó, những cái tâm đó nó tiềm ẩn bên trong á, tại các vị chưa thấy thôi, thì nó sẽ làm cho các vị giống như những cái tâm sợ hãi, nó làm cho thân mình dao động, tâm mình dao động theo cái chiều hướng thô, năng lượng thô, thì lúc đó nó làm cho mình nó hả. Có nhiều lúc các vị ngồi thiền các vị bị đau, mà các vị sẽ cái đau nó sao mà nó cứ giống như chồng chất lên hoài, là lúc đó nếu các vị rõ cái tâm các vị sẽ thấy cái tâm mình đang có cái gì đó nó lợn cợn, nó lăng tăng. Nhưng mà lúc đó các vị ở vị trí giác đi, ở vị trí giác rõ toàn thân một lượt, thì các vị sẽ thấy là hả, cái khi mình không có tập trung vào cái đau á, thì mình sẽ thấy cái đau nó không còn làm chủ mình được nữa. Khi mình còn khi bác bị đau phải không, cái bác tập trung vào cái đau đó thì giống như bác đang dùng cái kính hiển vi bấm phóng nó lên, thì bác chỉ thấy cái đó thôi hả, phải không? Còn bác rõ toàn thân đó, bác rõ toàn thân một lượt, bây giờ bác nhắm mắt lại bác được rõ toàn thân một lượt. Đó, cái đó mình không có khái niệm về cái chân, cái mặt, cái tay, cái eo, cái gì hết trơn, phải không? Phải không? À, hiện tại bây giờ khi bắt rõ toàn thân một lượt, bắt cảm thấy bắt thoát khỏi cái nặng nề của cái thân không? Ừ, rồi khi ngồi thiền như vậy đó, cái tâm bắt càng định tĩnh chừng nào bắt càng ít đau chừng đó. Thế mình ngồi thiền bắt chân vô là trừ khi thầy mình muốn xả ra thôi, còn ngoài ra là nó không có làm chủ thầy mình được. Và rất nhiều các bạn, ví dụ như ông Tôn gần đây ha, trong khóa thiền này được cái đó, đen nhồi nó tới đây nó cũng được cái đó. Nó ngồi thiền á, thì á, bắt đầu nó đau. Đau là do những cái tiềm thức của mình liên quan tới cái sự dính mắc về thân, về tâm này còn. Thì họ cứ ở vị trí tâm giác biết ra thôi, cái giác họ mạnh á, họ thấy cái đau tan biến ngay trước mắt của họ luôn. Cái đó gọi là cái chấp á, nó tan biến. Thì các vị, những cái chấp thân, chấp tâm càng tan biến thì các vị càng hòa với Niết Bàn chừng đó. Hả? Có nghĩa là tu là phải khéo, phải là một người lướt sống giỏi, phải biết cân bằng cái tâm của mình. Các vị cân bằng được cái tâm của mình đi, ở vị trí giải thoát, từ bi hỷ xả trước cái thân cái tâm này đi, các vị sẽ thấy là nó không còn dao động như là trước đó nữa. Đó, cái đó là, cái đó cũng là liên quan đến cái câu mà lão sư nói, khi có giống như when you let go everything fall into place. Cái ngược, còn dịch ra tiếng Việt tạm dịch là mình buông bỏ tất cả mà mình được tất cả đó. Có nghĩa là tôi buông bỏ cái bản ngã, sự chấp thân, chấp tâm này để tôi hòa với lại cái chân không mà diệu hữu kia. Là cái những cái nhỏ nhặt của thân tâm này nó không có làm chủ mình được nữa. Thì sau này khi mà bác ra đi đó, lúc đó cho dù là bác có bị đau thân hoặc tâm bị phiền não, bác cũng ra đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì bác ngồi thiền, cái sự đau nhất bác vẫn nhẹ nhàng được với nó. Thì lúc ra đi bác nhẹ nhàng được với nó. Bác hiểu không? Good job. Còn đây là lúc là, đây là mình đang giống như đang làm bài thi trước luôn á. Các vị nhận được không? Còn nếu mà ngồi thiền các vị bị đau nhất chút là các vị họ không biết cách cân bằng, không biết cách mà giải thoát khỏi chúng, hoặc là không biết cách đưa năng lượng yêu thương vào, sống như những nhà khoa học vậy đó, những nhà thám hiểm vậy. Khi mà đau thử ở vị trí giác rồi ha, xong gửi năng lượng yêu thương đến cái nơi đó. Bởi vì khi bạn ở vị trí giác là các bạn dùng năng lượng của vũ trụ, không dùng năng lượng của thân ngã tâm ngã. Gửi năng lượng yêu thương vào là các bạn đang kết nối với nguồn năng lượng vô biên, năng lượng bình an thuần khiết của vũ trụ. Thì các bạn sẽ thấy đủ cái nội lực, đủ cái định tĩnh, cái tó đó nó tan biến, và các bạn sẽ nhìn sâu vào thật sự coi nó là cái gì. Các bạn sẽ thấy nó là sự rung động của năng lượng mà thôi. Good job.
càng mình càng á, cái này là cũng là quy luật của năng lượng, các bạn ngồi thiền không biết bao nhiêu là trí tuệ mà nói luôn á, nếu mà các bạn để ý. Thường là thay vì nói là có những cái dạng năng lượng từ thô cho tới tế, đúng không? Khi cái tâm của các bạn càng thô chừng nào, càng dính mắc chừng nào, chưa có thanh lọc đó, thì các bạn ngồi thiền thì các bạn sẽ cảm được ồ cái thô tháo nó làm mình đau như thế nào, đúng không? Good job. Còn khi mà bạn mỉm cười đi, ngay tại đó hỷ lạc liền á, mình đang kết nối với năng lượng hỷ lạc liền, và mình ở cái tâm giải thoát đi, hoặc mình gửi năng lượng yêu thương đến cái vùng đó đi, hoặc gửi năng lượng yêu thương đến muôn người muôn loài đi, là lúc đó đó, chính cái năng lượng cao đó đó là cái trường năng lượng của mình sẽ khác liền. Ngồi thiền là lúc để các vị rõ về năng lượng và biết cách dùng cái thân này của mình. Các vị nhận được không? Good job. Khi các vị dùng được cái thân này của mình tự do tự tại trước những cái sinh lão bệnh tử, trước những cái sự vô thường nhân quả nhân duyên của thân và tâm này, thì cái phút cuối cùng của cuộc đời các vị tự tại trước nó. Các vị nhận được không? Good job. Cái cuối đời đó các vị sẽ thấy các vị chút hơi thở cuối cùng như thế nào, các vị sẽ thấy cái cơ thể mình nó chết đến đoạn nào, rồi các vị sẽ thấy các vị sẽ thấy là cái tâm nó sinh khởi lên cái gì, và các vị luôn rõ nó, các vị ở vị trí giải thoát. Tại vì á, cái người mà khi họ chưa nhận được cái chỗ giải thoát đó, thì cái tâm cuối cùng của họ sẽ quyết định cái đời kế tiếp của họ. Có nghĩa là họ sống bằng một cái sự hên xui, bằng một cái lực, cái lực nghiệp đàng hoàng. Có nghĩa là cái nghiệp của họ khởi lên cái gì trong giờ phút đó, mà thường là sợ hãi. Sợ hãi, tại vì họ không biết họ đi đâu về đâu, tại vì họ sống họ không có tự do tự tại trước cái thân tâm của họ, trước cái phiền não vân vân. Thì cái phút cuối đó họ rất là không có thể nào an lạc định tĩnh được. Lúc mà các vị ngồi thiền mà các vị an lạc định tĩnh được trước cái thân tâm này đó, và các vị còn biết chuyển năng lượng để dùng lại cái thân tâm này luôn đó, là các vị biết là các vị nắm chắc phần thắng lúc cái lúc mà hả sinh tử á. Good job. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thiền. Tại vì á, ngày xưa ví dụ như tôn giáo cũng có nói phải không, tất cả các tôn giáo, Niết Bàn là cái chỗ bất tử, cái chỗ không sanh không diệt, không? Ví dụ như Đạo Phật cũng có nói, Ngày xưa ông Phật đi tu, Đức Phật đi tu là tại vì để thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Cái giác đó nó thoát khỏi sanh và diệt không? Nó thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết không? Good job. Thanh mì chấp, các bạn tìm đi, các bạn tìm, cho các bạn tìm tới muôn đời, các bạn vẫn không thấy một chỗ nào khác ngoài cái chỗ giác, cái chỗ duy nhất vượt khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Và cái chỗ duy nhất đó là cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa khi mà đảng sanh hả, chỉ lên trời thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là muốn chỉ đến cái chỗ duy nhất đó đó. Các vị nhận được không? Good job. Chứ không phải nói là tôi là duy nhất, muốn chỉ đến cái chỗ Niết Bàn, đó là chỗ duy nhất thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Good job. Đúng rồi đó, ông Hưng nói đó, người giác họ chỉ xả thân thôi, cái đó chính xác. Mình sẽ xả cái thân này, mình sẽ thấy nó chết tới khúc nào. Khi đi ngủ, các vị sẽ thấy đó, cái bắt đầu cái thân này nó bắt đầu nó chìm vào giấc ngủ như thế nào, một cách rất là hả. Khi mà các vị để thôi mình sẽ chỉ cho các vị cái cách hành hơi thở ha. Các vị để ý để quan sát vào hơi thở thì các vị sẽ thấy các vị sẽ chìm vào cái giấc ngủ, mà các vị sẽ thấy cái thân này của mình nó ngủ, mà cái giác của mình nó rõ cái thân này đang ngủ đang ngáy như thế nào luôn. Các vị nhận được không? Good job. Nghĩa là mình là cái vượt ngoài cái thân này. Hiện tại này, bác giơ tay lên đi, bác đang dùng cái thân này phải không? Đúng rồi. Bác muốn nói chuyện bác cũng đang dùng nó mà. Cái lực ở đâu dùng nó vậy ta? Cái lực ở đâu dùng nó vậy? Nó nói, suy nghĩ, mình đang dùng nó mà. Phải không? Vậy mình là một cái gì đó, không phải là cái này.
Cái này nó đang bị mình dùng mà, tôi muốn giơ tay lên mà, tôi muốn suy nghĩ mà, và tôi muốn đi tới đó mà, tôi muốn nói mà, phải không? Mình đều đang dùng thân tâm này. Mình là cái người tạo hóa, cái người đang điều khiển cái thân tâm này. Mình có một cái thân gọi là ứng hóa thân ha. Rồi một cái thân nữa là cái niết bàn, cái sự thông minh vô biên đó mà tạo ra vận hành tất cả các pháp này. Khi mà mình giác ngộ và cái giác của mình nó hòa nhập với vũ trụ này, lúc đó ngoài việc dùng thân tâm mình, mình còn có thể dùng thân tâm của những người ở ngoài kia luôn. Không phải là dùng theo chiều hướng xấu, không bao giờ dùng. Có nghĩa là đó là lý do tại sao Đức Phật nói là không dùng thần thông ha. Nhưng mà khi họ muốn được tu, thêm thì có thể giúp cho họ được lưu thông thân tâm mà. Các vị nhận được không? Good job. Phải rõ thân tâm mình thì mới rõ thân tâm người. Và khi chuyển hóa được thân tâm mình thì mới biết để mà chuyển hóa được thân tâm người để cho người ta tu. Còn ngoài ra không bao giờ dùng cũng không được nữa. Tại cái lực của vũ trụ đó chỉ vận hành bằng cái tình yêu thương vô điều kiện, vận hành bằng ánh sáng, không có vận hành bằng cái sự mà làm người ta đau khổ. Nói, nghĩ, làm cái gì cũng để cho cái người đó họ giải phóng tất cả những tiềm thức giới hạn của họ. Và rồi họ kết nối được với cái ánh sáng, sự giải thoát dung thông vô điều kiện của vũ trụ. Có vị nhận được không? Good job.